Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Bảo tàng Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm tới công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Theo người, mỗi một người dân yếu ớt, tức là cả nước yếu ớt. Mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là cả nước mạnh khỏe. Vì vậy, dù bận trăm công nghìn việc, nhưng người vẫn dành thời gian đi thăm hỏi, động viên nhân dân, đặc biệt là những người đau ốm, bệnh tật. Câu chuyện Bác Hồ đến thăm bệnh viện ở Việt Bắc, theo lời kể của bác sĩ Đoàn Ngưỡng, người dân tộc Tây, nguyên hiệu trưởng phân hiệu Đại học Y, khoa miền núi, là một minh chứng xúc động về sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sức khỏe của nhân dân. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Vào một buổi sáng Chủ nhật đầu tháng 3 năm 1960, hôm ấy tôi làm nhiệm vụ bác sĩ thường trực toàn viện. Khoảng 8 giờ, một đoàn ô tô đến trước bệnh viện khu tự trị Việt Bắc. Xe đỗ lại, bác giản dị trong bộ quần áo kaki, hồng hào, khỏe mạnh, bước xuống tiến qua cổng bệnh viện và bắt tay một số cán bộ. Chúng tôi mời bác đi thăm bệnh viện. Bằng sự quan tâm, tình thương dành cho các cháu nhỏ, bác đã đề nghị đưa bác đi thăm khoa nhi trước và căn dặn chúng tôi cần phải chăm lo chữa bệnh cho các cháu nhanh khỏe để cha mẹ các cháu an tâm công tác, sản xuất. Bác cũng quan tâm đến cơ sở vật chất nhà bếp ở bệnh viện. Xuống thăm bếp, bác tỏ ý hài lòng vì thấy nhà bếp ngăn nắp, sạch sẽ. Bác hỏi thăm các đồng chí cấp dưỡng và ân cần động viên chúng tôi cần cố gắng hơn nữa trong việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng cho người bệnh. Đến thăm khoa ngoại, bác hỏi tôi: "Hiện bệnh viện có người nào ốm nặng nhất, chú đưa bác đến thăm?" Tôi nghĩ ngay đến chị cấp dưỡng ở khu gang thép Thái Nguyên. Một buổi sớm, đang nấu ăn sáng cho anh em công nhân, không may chị ngã vào vạc nước sôi, bị bỏng toàn thân tới 80%, chỉ trừ cổ và đầu. Chúng tôi đã làm hết sức mình trong những ngày đầu để cứu chị thoát khỏi giờ phút nguy kịch. Hôm nay, chị đã tỉnh táo, nhưng nhiều vết bỏng còn nặng. Khi đưa bác đến bên giường chị cấp dưỡng, tôi sơ bộ báo cáo trường hợp bị bỏng và bệnh trạng để bác biết. Lúc đó, người chị quấn đầy băng từ cổ đến chân, nằm trên cáng, chăm chú nhìn bác. Tôi nói với chị: "Hôm nay, bác Hồ đến thăm bệnh viện, chị bị bỏng nặng, bác đến thăm chị đấy." Chị cấp dưỡng xúc động, đôi mắt nhòe lệ vì sung sướng, mấp máy đôi môi: "Chào bác ạ." Bác rất thương, lo lắng và dặn đi dặn lại chúng tôi phải chăm sóc chu đáo cho trường hợp này. Ra đến cửa, tôi giới thiệu với bác cô Xuân hộ lý, chuyên trông nom bệnh nhân. Bác ân cần dặn: "Cháu nhớ làm tốt công việc của cháu, lương y như từ mẫu, cháu nhớ nhé." Bằng sự cố gắng, tâm huyết, quyết tâm của toàn thể cán bộ, nhân viên bệnh viện, bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục. Đây là một thành tựu xuất sắc của bệnh viện khu tự trị Việt Bắc. Chúng tôi, những thầy thuốc ở bệnh viện này, rất tự hào về thành tích đó. Càng vô cùng sung sướng là đã thực hiện đúng lời hứa với bác hôm bác đến thăm bệnh viện, chữa khỏi cho chị cấp dưỡng. Kính thưa quý vị, câu chuyện của bác sĩ Đoàn Ngưỡng một lần nữa giúp quý vị hiểu hơn sự quan tâm tận tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, những lời căn dặn của người ngày hôm ấy đã trở thành nguồn động lực to lớn đối với tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện khu tự trị Việt Bắc nói riêng, đối với cán bộ ngành y nói chung. Từ đó, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, yêu thương, quyết tâm vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lương y như từ mẫu. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Bác Hồ đến thăm bệnh viện ở Việt Bắc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.